Mới đây tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thông qua mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó giá test nhanh mẫu đơn chưa bao gồm sinh phẩm là 11.200 đồng, còn giá xét nghiệm PCR mẫu đơn là 212.700 đồng. Cũng trong kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố quản lý giá sinh phẩm chặt chẽ để đảm bảo không vượt giá quy định của nghị quyết. Sáng ngày 8 tháng 7, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 bước vào phiên bế mạc sau hơn 2 ngày làm việc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nghị quyết về quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thành phố. Phạm vi áp dụng của nghị quyết này là các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, trừ các cơ sở trực thuộc của Bộ Y tế và bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng 1 thuộc bộ cơ quan trung ương, các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ y tế dự phòng. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, mức xét nghiệm thấp nhất là 11.200 đồng và loại xét nghiệm cao nhất 212.700 đồng đối với xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR. Trong đó phí lấy mẫu và bảo quản bệnh là 45.400.000 đồng. Ngoài ra, mức phí xét nghiệm xác định trong trường hợp lấy mẫu gộp 5-10 mẫu tại thực địa, phòng xét nghiệm sẽ dao động từ 62.500 đồng đến 112.500 đồng. Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về ban hành nghị quyết nhằm tạo sự đồng bộ giữa giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cả hai trường hợp thuộc và không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, với mức giá này, ngân sách nhà nước có cơ sở thanh quyết toán chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương của dịch vụ xét nghiệm. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy TP dân thành phố quản lý chặt chẽ giá sinh phẩm để đảm bảo không vượt quá giới hạn quy định của nghị quyết, đồng thời tiếp tục vận động và có giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.